Rồi chào bạn nha, hôm nay mình có mặt tại ở đây thì shop xài của huyện Hòn Đất các bạn. Mình đi ngang thấy con 265 các bạn đang đào cái trụ để làm cột điện cao thế các bạn. Nước thì mùa nước nổi thì rất là nhiều nước luôn. Em lội ra mình quay cho các bạn xem. Cái đường ra tới ngoài các bạn ơi.
lắm nước luôn bạn, mình mong nước. Sâu nhiêu anh? Hố sâu nhiêu? Sâu nhiêu? Dữ vậy? Làm trụ điện đó ta, thế trụ điện đó ta. Quay làm YouTube. Quay làm YouTube. Yeah. Ở đâu? Em ở Tân Hiệp. Rồi, xin kết thúc video nha các bạn.